Tiếp tục với các thông tin về thị trường hàng hóa, đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần, lực bán mạnh tiếp tục được gia tăng trên thị trường năng lượng đã kéo chỉ số hàng hóa MXV Index giảm gần 0,6% xuống 2.429 điểm, giá trị giao dịch toàn sở đạt hơn 3.300 tỷ đồng. Đóng cửa thì dầu thô WTI giảm 2,23% về 77,90 USD một thùng và giá dầu thô Brent giảm 1,23% về 85,59 USD một thùng. Trong khi đó thì ở chiều ngược lại, thị trường nông sản là điểm sáng đáng chú ý với 6 trên 7 mặt hàng đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Cụ thể thì nhóm đậu tương dẫn dắt xu hướng với mức tăng hơn 3,2% của khô đậu. Trên thị trường nội địa thì ghi nhận trong sáng nay tại cảng Cái Lân, giá chào bán khô đậu tương Mỹ kỳ hạn giao tháng 3 năm nay tăng nhẹ, dao động quanh mức là 16.000 đồng đến 16.100 đồng kg. Giá chào bán ngô trong quý 1 ở khoảng là 8.900 đồng kg. Để biết thêm thông tin về thị trường nông sản thì chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với đại diện thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Có thể thấy, lo ngại về thời tiết gây ảnh hưởng tới nguồn cung hiện đang là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy giá nông sản trong giai đoạn đầu năm nay. Theo tôi, nhiều khả năng diễn biến tương tự như ảnh hưởng của hạn hán trong 2 năm vừa qua sẽ khiến giá ngô và giá đậu tương tiếp tục duy trì ở mức cao. Điều này đồng nghĩa với việc áp lực về chi phí nguyên liệu đầu vào sẽ gia tăng, từ đó gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước trong việc chốt giá nhập khẩu.